Xin chào, The Son Education mà không làm video này thì thấy có lỗi với các bạn quá. Trời ơi, nhìn tới nhìn lui thấy The Son được vũ trụ ưu ái cho vị trí có vườn công viên hoa lá xanh tươi, trông mát mẻ quá, đi học cũng đẹp, đi chơi cũng tuyệt luôn nha. Như các bạn đang chơi bóng rổ nè. Là một trung tâm luyện thi IELTS chất lượng cao, uy tín bền vững, The Son sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Một ngày của The Son cũng giống như một ngày của các bạn thôi, cũng trôi qua trong 24 giờ. Nên The Son vô cùng trân trọng thời gian các bạn dành ra đến học tại trung tâm. Vì thế trung tâm tập trung xây dựng phương pháp và giáo trình dựa trên các nghiên cứu khoa học giáo dục là ưu tiên đầu tiên của The Son. Nghe thì có vẻ nghiêm túc thế thôi, chứ mọi phương pháp đều hướng đến mục đích cuối cùng là tạo không gian học tập hiệu quả nhất cho học viên. Sĩ số lớp cam kết không quá 15 học viên trong lớp. Bất ngờ đột nhập lớp học mà thấy các bạn tươi vui như thế này thì chắc chắn là giáo viên cũng rất là xịn rồi. Giáo viên của The Son không phải chỉ điểm IELTS cao thôi đâu, phải có nghiệp vụ sư phạm giỏi nữa cơ. Nói dễ hiểu hơn thì là IELTS tốt thôi chưa đạt mà phải dạy giỏi IELTS mới là xịn nha. Bạn nào xem video mà muốn học thử một buổi thì chắc chắn được một suất luôn nha. Các bạn học thử một buổi xong thường thắc mắc có cam kết bằng văn bản không? Nhân đây, mình trả lời để các bạn yên tâm nhé, trung tâm có cam kết bằng văn bản luôn. Nhân đây tiếp, mình muốn hỏi có bạn nào muốn đi du lịch trong nước và nước ngoài miễn phí, không mất tiền mà còn được nhận phí công tác mang về từ khi còn là học sinh không? Nghe thì xa xôi quá nhưng các anh chị ở The Son đều đã làm được và trưởng thành rất nhiều từ những chuyến đi như thế đó. Nên The Son rất tự tin và nhất định phải dạy các bạn kỹ năng mềm, kỹ năng sống cho các bạn học viên của mình. Trước tiên là chắc chắn để các bạn vững vàng hơn trong cuộc sống, sau là truyền đạt kinh nghiệm để bạn sẽ ứng tuyển thành công các chương trình, học bổng trong nước và quốc tế. À, các bạn đừng hiểu lầm là sẽ học kỹ năng sống với giáo viên IELTS đó nha. The Son có huấn luyện viên cấp 1 trung ương được chứng nhận bởi Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, sẽ trực tiếp giảng dạy các bạn. Trang bị sớm, thành công sớm, còn bạn đang ấp ủ về hưu sớm thì mình chúc các bạn thành công nha. Video này tạm dừng tại đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.